best of best. I rest. Massage chair is I rest. Everything I rest. Xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về ghế massage I rest 305. Ghế massage I rest 305 là ghế có voice control. Cái này có thể sử dụng bằng giọng nói của mình. Khi mà mình nói hi Alex thì ghế sẽ hoạt động. Bây giờ mình chỉ các bạn cái chế độ hoạt động bằng remote trước. Khi mà mình chọn nút này thì ghế sẽ mở. Khi mà ghế mở thì ghế sẽ scan hết cái body của mình. Khi mà các bạn nghe tiếng beep như vậy á, là ghế chuẩn bị scan xong. Khi mà scan xong rồi á, thì nó sẽ tự động vào các chức năng. Các bạn có thể thấy auto function. Khi mà mình chọn auto function á, thì ghế sẽ tự động hoạt động, tự massage từ trên xuống dưới, từ đầu cho tới chân. Bắp chân sẽ bắt đầu hoạt động. Chỉ có riêng ghế massage 305 á, là bắp chân massage thôi, còn toàn bộ những cái ghế khác là chỉ có phần airbed hoạt động. Bây giờ mình thử với lại chế độ neck and shoulder. Mình chọn shoulder and neck thì ghế sẽ bắt đầu massage cho phần này thôi. Các bạn có thể thấy nó sẽ massage trên cổ và vai. Nếu mà mình cảm thấy mà nó mạnh quá thì mình có thể dùng cái gối này. Khi mà dùng cái gối thì nó sẽ giảm nhẹ lại. Bây giờ mình thử chọn qua back and waist. Thì back and waist thì thường tập trung vào phần mông và phần lưng nhiều hơn. Bóng bắt đầu đi xuống. Nó sẽ tập trung vào phần mông nhiều hơn và phần lưng nhiều hơn. Nhiều bạn có thể chống thoát vị đi đệm. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn dùng chế độ Zero Gravity. Thì khi mà dùng chế độ Zero Gravity thì ghế sẽ rơi vào vị trí không trọng lực. Khi mà ghế rơi vào vị trí không trọng lực như thế này thì khi mình ngồi mình sẽ cảm thấy người mình nó nhẹ hơn và sẽ giảm được rất là nhiều bệnh. Máu sẽ được lưu thông nhiều hơn. Và trên ghế sẽ có phần stretch. Khi mà bạn chọn stretch thì ghế sẽ tự động đổi vị trí. Và sau đó ghế sẽ kéo giãn cơ thể của mình giống như là mình đi tập yoga. Ghế sẽ tự động bẻ lên bẻ xuống, giúp cho cơ thể mình kéo giãn. Ghế còn có nhiều chức năng khác nữa là comfort, relax và nhiều chức năng. Ví dụ như khi mà mình chọn more thì nó sẽ ra được thêm nhiều chức năng nữa. Và trên ghế có nhiều chi tiết giống như là vai, tay và phần chân. Thì ở dưới cái phần tay thì nó có những cái lỗ giống như khi mà mình đi massage bấm huyệt. Và mình có thể chọn air pressure thì nó sẽ thay đổi phần cánh tay, phần chân, hoặc là mình có thể tắt đi cái phần air bed ở trên những cái vùng này. Và mình có thể chọn được cái intensity, tức là độ mạnh nhẹ của cái air từ tay và chân. Và trên nó sẽ có phần heating. Khi mà mình chọn cái chế độ này tức là nó làm nóng. Khi mà nó làm nóng cái lưng thì nó giúp cho máu lưu thông, làm cho những cái muscle trên cơ thể mình nó giãn ra. Nhiều bạn có thể tập gym nhiều và cũng cần thư giãn, hoặc là mình làm việc nhiều mình cũng cần massage. Và khi mà mình chọn cái này á, là mình sẽ chọn được cái vị trí mà mình mong muốn. Nhiều người chỉ có thể là bị mỏi ở vai hoặc lưng, thì khi mà mình chọn cái này á, thì cái banh nó chỉ nằm ở một vị trí và mình có thể di chuyển đi xuống.
thì nó sẽ đi xuống theo cái phần mình mong muốn. Và đi lên. Và trên ghế thì ghế này đặc biệt là dùng voice control. Cái này là một chế độ đặc biệt, không phải ghế nào cũng có. Và nước Úc thì đầu tiên là Iris 305 là dùng chế độ voice control. Khi mà dùng voice control thì mình chỉ cần nói Hi Alice, massage close. Các bạn có thấy không? Ghế tự động tắt và mở theo giọng nói của mình.